Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tồn tại hay không tồn tại. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào năm 2021 là sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính phủ, thường xuyên kịp thời phản ánh đầy đủ thực tế tình hình nhân dân. Và vai trò thật mà giả là như thế nào? Đó là nội dung vừa được Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu tại hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được Thủ tướng Việt Nam đồng thuận khi ông cho rằng nếu không tăng cường khối đại đoàn kết, không đồng thuận được xã hội thì khó có thể thành công. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị ngày 11 tháng 3 năm 2021. Trao đổi với đài FA tại Mỹ từ Sài Gòn, nhà báo độc lập Blog Nguyễn Ngọc Già nhận định và phát biểu của người đứng đầu chính phủ Việt Nam như sau. Tôi không có gì bất ngờ khi họ sử dụng phép ngụy biện trong vấn đề họ cho là không đồng thuận xã hội thì không thành công. Thực tế đã chứng minh không đồng thuận xã hội họ vẫn thành công trong rất nhiều vấn đề như xăng tăng giá, chạm bốt hoặc những vấn đề hầu như người Việt Nam nào cũng biết như vụ Formosa, vụ Hồ Duy Hải và mới nhất là vụ Đồng Tâm. Rõ ràng xã hội rất không đồng thuận, rất phẫn nộ và nhiều cảm xúc bi quan. Nếu như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn thành công trong những vấn đề đó, thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn mờ nhạt. Đúng vai trò là một bình hoa trang trí trong chế độ độc đảng toàn trị. Tiến sĩ Trần Đình Thiên, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cuộc họp cũng cho rằng, trong thời gian qua, các chính sách của chính phủ lẽ ra nhận được nhiều đồng thuận của xã hội hơn nếu có sự tham gia thảo luận và có ý kiến của Mặt trận Tổ quốc. Cũng từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, trước đây ông cũng đã nêu ra quan điểm của ông cho rằng vẻ bề ngoài của Mặt trận Tổ quốc là rất hay, nhìn có vẻ dân chủ, có vẻ từ dưới lên, lấy chuyện dân chủ cơ sở của người dân. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng đưa ra nghi vấn thực chất Mặt trận Tổ quốc có làm đúng được mong muốn ý kiến thật của người dân hay chỉ làm ra có vẻ có ý kiến của người dân mà thôi. Ông lập luận như sau. Nếu Mặt trận họ làm được vai trò đứng ra tổ chức chứ không nói để những người họ mời đến hay để cho bất kể ai đến đấy có thể nói được, thường là những tổ chức liên quan đến các chính sách đó, tức là người dân, của doanh nghiệp, của các tổ chức xã hội dân sự, của người tiêu dùng, có đối thoại. Lúc đó quy trình làm chính sách rất tốt. Còn chỉ nói cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách như cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản, luôn nói là họ là đại diện của nhân dân. Vấn đề là họ mời một vài người chuyên môn tán thưởng chính sách thì kiểu thảo luận như thế mang tính hình thức, lãng phí thời gian và vô bổ, hoàn toàn vô nghĩa. Đây là hình ảnh Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội bàn giao danh sách trích ngang người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hà Nội. Ngụy biện và mỹ dân như thế nào? Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiếm quyền của người dân thì người dân không có vai trò gì. Dẫn đến Mặt trận Tổ quốc cũng chỉ mang tính hình thức, không đại diện cho người dân. Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, phía nhà cầm quyền hiện đưa lại vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì hai lý sau. Thứ nhất là vừa rồi vụ Đồng Tâm quá kinh khủng trong xã hội. Ngay cả những người vẫn còn yêu thương Đảng cũng đã có những ý kiến, lời lẽ phẫn nộ nhất. Thứ hai là chuẩn bị cho việc bầu cử quốc hội sắp tới nên họ vẽ ra, vờ vịt ra những thành công của họ do phối hợp gọi là nhịp nhàng giữa chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là những điều bị dân ai cũng thấy rõ nhất. Theo số liệu được đưa ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong 5 năm qua đã vận động được hơn 27.000 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc cũng đã xây mới và sửa chữa hơn 198.000 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hơn
9 triệu lượt người nghèo và cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam và đối tượng khó khăn với tổng giá trị gần 6.400 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc cũng đã tổng hợp và phản ánh đến chính phủ hơn 34.000 ý kiến của người dân về 19 nhóm vấn đề. Nhận xét về những thành quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành trong 5 năm qua, nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng họ nâng vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua những con số và thú thật tôi đọc tôi giật mình. Họ cho rằng huy động được tới 27.000 tỷ đồng cho quỹ người nghèo, tức là hơn 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng thực tế thì xã hội vẫn nghèo, người nghèo vẫn rất nghèo. Đây là phép ngụy biện thống kê, tức là họ đưa ra những con số không ai kiểm chứng được. Chỉ có họ, tức nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, biết con số thật hay giả, nên nó rơi vào phép ngụy biện thống kê. Anh đưa ra những con số không ai kiểm chứng được, những thành công giả tạo để anh che giấu. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Đan Hương phát biểu tại hội nghị. Trong những bản tin được truyền thông nhà nước đăng tải, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc khi nói về nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 5 năm tới đã nhận định rằng chính phủ và Mặt trận Tổ quốc cần phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng, hoạch định chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong đó, các chính sách, thể chế pháp luật không thể tách rời quyền lợi của nhân dân, không lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng cho rằng, nếu muốn xây dựng chính sách như lời người đứng đầu bộ máy chính phủ vừa nêu, việc đầu tiên là phải thay đổi như sau. Vấn đề thủ tục là làm thế nào làm mới quan trọng, còn theo cách mà như tôi hiểu thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như bây giờ, người đứng đầu toàn bộ máy đấy do Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định, có mạng lưới dài đến tận làng, xã và có những người đấy được coi là cán bộ, tức là một bộ phận của guồng máy, thì tôi nghĩ rằng không đạt được mục đích tốt đẹp như họ mong muốn. Bầu cử quốc hội, tự do ứng cử nhưng phải do Đảng kiểm tra, xét duyệt. Phấn đấu về số người ngoài Đảng trúng cử vào quốc hội khóa mới từ 25 cho đến 50, tức là chiếm từ 5 đến 10%. Là điều mà bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc vào sáng ngày 4 tháng 2. Tuy vậy, Ban Tổ chức Trung ương Đảng cũng vừa ra công văn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, yêu cầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy phải quán triệt thực hiện chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, điều 5 của công văn này ghi rõ, đối với người ngoài Đảng ứng cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xem xét kết luận về tiêu chuẩn chính trị và chịu trách nhiệm về kết luận của mình. Đây là hình ảnh người dân đi bầu cử Quốc hội vào hồi năm 2016. Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Đài, trong những năm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cứ 5 năm một lần họ thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam đứng ra tổ chức các hội nghị hiệp thương của cuộc bầu cử Quốc hội, cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên 90% là đảng viên Đảng Cộng sản. Đó không phải là một cơ quan độc lập trong việc đánh giá những cử viên đại biểu Quốc hội. Cho nên, khi để cho những người ở trong Mặt trận Tổ quốc đánh giá những ứng viên ngoài đảng về quan điểm, tư tưởng, lập trường chính trị thì hoàn toàn là không khách quan và không công bằng. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói, theo Hiến pháp Việt Nam, tất cả mọi công dân Việt Nam đều có quyền tự ứng cử cũng như tham gia bầu cử ở Quốc hội. Mà ở đây cũng gọi là công bằng thì không phân biệt giàu nghèo, thành phần giai cấp hay là phân biệt quan điểm, lập trường, tư tưởng chính trị, không phân biệt về tôn giáo. Vậy khi cơ quan của Đảng Cộng sản mà đánh giá những quan điểm độc lập hay quan điểm đối lập với Đảng Cộng sản để nhằm mục đích loại những ứng cử viên đó ra, tức là họ chỉ chọn những ứng cử viên mặc dù không phải là đảng viên Đảng Cộng sản nhưng lại có những quan điểm và lập trường ủng hộ sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Hà là người đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội vào năm 2016 nói rằng quy định này của Ban Tổ chức Trung ương Đảng nhằm để loại bỏ các ứng viên độc lập có quan điểm khác với Đảng, chỉ để lại những người ngoài Đảng nhưng phải phò Đảng thì mới được lọt vào danh sách ứng viên của đại biểu Quốc hội cuối cùng.
bầu cử Quốc hội ở Việt Nam có 3 vòng hiệp thương. Vòng đầu tiên là vòng hồ sơ, vòng thứ hai là hiệp thương tại nơi làm việc và nơi cư trú, và vòng thứ ba là lựa chọn danh sách ứng cử viên cuối cùng. Đây là hình ảnh ông Hầu A Lệnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo như tiêu chí của quy định mà bên Ban Tổ chức Trung ương Đảng đưa ra như thế, thì người ta sẽ loại bỏ ngay hồ sơ của những người ngoài đảng mà họ cho là không đạt tiêu chuẩn ngay từ vòng nộp hồ sơ. Việc này sẽ làm tăng sự khó khăn cho các ứng cử viên độc lập ngoài đảng. Trong cái thông báo đó còn có chữ tiêu chuẩn chính trị, thì thế nào là đáp ứng được tiêu chuẩn chính trị đây? Câu hỏi đang đặt ra. Ở đây không phải là việc người ta có đáp ứng về chuyên môn hay những yêu cầu của một đại biểu Quốc hội hay không, mà ở đây người ta có thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không. Đó là một điều rất mơ hồ. Có nghĩa rằng Đảng đang lọc ra những người có xu hướng thân với Đảng và phò Đảng. Bầu cử Quốc hội không thể hiện ý chí của nhân dân. Vào ngày 1 tháng 3, báo Thanh Niên phỏng vấn ông Hầu A Lệnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ quan chủ trì hiệp thương lựa chọn người ứng cử Quốc hội. Ông Hầu A Lệnh khẳng định tất cả các khóa bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp từ trước đến nay không cản trở những người tự ứng cử, vì đây là quyền của công dân. Trái ngược với lời ông Lệnh, ông Đình Hà cho biết khi tự ứng cử vào hồi năm 2016, ông luôn bị các cơ quan chức năng gây khó dễ nhằm loại hồ sơ ngay từ vòng đầu. Ông nói, khi tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội vào năm 2016, thì hồ sơ của tôi bắt đầu bị gây khó khăn bằng việc chính quyền cấp phường là nơi xác nhận của bản siêu lý lịch của ứng viên đại biểu Quốc hội đã phê vào đó những lời không tốt đẹp về tôi. Và những lời đó hoàn toàn trái với quy định của pháp luật và trái với quy định của Ủy ban bầu cử hướng dẫn. Pháp luật quy định rõ ràng rằng khi mà xác nhận vào hồ sơ lý lịch thì chỉ xác nhận người đó có cư trú ở đó hay không mà thôi, chứ không được quyền nhận xét về cá nhân, phẩm chất của người ta như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021 với bản tin Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tồn tại hay không tồn tại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.